Hello, xin chào quý vị, các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Phạm Văn Thuận, cái hướng ta đi từ Tam Hiệp về trung tâm thành phố Biên Hòa các vị. Hôm nay là thứ năm, ngày 26, xin lỗi quý vị, hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2022, nó rơi vào 25 Tết quý vị ha. Bây giờ là khoảng 9 giờ sáng rồi, tôi đang có mặt tại đây để cập nhật tình hình, chia sẻ với quý vị trên con đường Phạm Văn Thuận, karaoke 162 này. Cái hướng chúng ta sẽ đi từ Tam Hiệp về Biên Hòa, xem là tình hình ở đây như thế nào quý vị nha. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ, xem là cái khung cảnh gần Tết như thế nào. Năm nay Phú thấy là mọi người khá là thờ ơ với lại Tết cổ truyền Việt Nam chúng ta. Cũng là có lý do hết quý vị nha, chứ không phải là tự nhiên mà người ta thờ ơ như thế. Nhưng mà vô tình thì nó sẽ làm cho cái không khí ngày Tết nó rất là ảm đạm và buồn chán. 25 Tết rồi nhìn giống như là chưa có gì. Mọi năm mà giờ này là người ta rần rần lên hết rồi. Trước cửa nhà nào cũng có hai chậu cúc nhìn rất là đẹp, mà năm nay rất là hiếm. Lâu lâu đi ngang qua được một nhà nào đó, chắc là có điều kiện, hoặc là người ta là doanh nghiệp, là công ty ấy, người ta mới mua, người ta để trước thôi. Và những cái ngày này thì cũng nhận thấy là những người mà còn đang đi làm ấy, thì vẫn đang tất bật lo làm ăn những cái ngày cuối năm, tại vì có thể là chưa được nghỉ. Đấy, đây là khu vực giáo sư Bùi Hiệp nha quý vị, giáo sư Bùi Hiệp. Còn những người trẻ trẻ, các bạn trẻ thì những ngày này cũng có thời gian rảnh đi ra ngoài, đi chơi, vui chơi bạn bè nhiều. Thấy các quán cà phê, trà sữa, quán nào cũng đông các bạn trẻ. Chứ còn cái không khí Tết thì không thấy quý vị. Nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại pháo nổ và pháo hoa nổ. Đây là chợ Tam Hiệp nha quý vị. Chợ Tam Hiệp, chợ quận. Đó, hoa nè. Người ta đang đi tuyên truyền cấm chơi pháo năm nay nha quý vị. Chơi pháo là phạt 200 triệu á. Đây là hoa nè quý vị. Cúc nè. Cúc vạn thọ đây. Cúc đó. Đây, cúc bán dọc theo này quá trời luôn nè. Mai nè, cúc nè. Còn đây là những cái giỏ hoa nhỏ nhỏ này, nó bán nguyên một vườn hoa luôn. Đây rồi. Đó. Rất đẹp. Người ta đang đi tuyên truyền là năm nay nếu mà chơi pháo hoa rồi các loại thuốc nổ sẽ bị phạt 200 triệu đồng trở lên quý vị. Hoa đẹp quá quý vị ơi. Ngay chỗ này là nhà bia liệt sĩ phường Tam Hiệp. Đây ta bán hoa này. Quá xe nhiều luôn. Đẹp hả quý vị ha. Bên này là một nhà cúc bông xôi. Cúc bông xôi. Quá trời luôn. À. Này là cúc, này là cúc dễ không biết luôn. Hoa này hoa gì không biết đâu vậy, đen thui à. Đề nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại pháo nổ và pháo hoa nổ. Người thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển,
tàng trữ pháo trái phép dưới 6 kg, bị phạt đến 90 triệu đồng. Đấy. Nếu mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo từ 6 kg trở lên sẽ bị xử lý hình sự đến 15 năm tù. Người đốt pháo trái phép bị phạt đến 20 triệu đồng. Đó. Nếu mà tàng trữ pháo dưới 6 kg là phạt 90 triệu. Trên 6 kg là phạt 15 năm tù. Đó, còn đốt pháo là phạt 20 triệu nha quý vị. Đó, rất là căng luôn á. Tại vì cũng có nhiều vụ là người ta cứ đốt pháo thoải mái quá. Đó là nguy hiểm. Đây là cái đường đi vào bên trong giáo xứ Đa Minh vậy. Giáo xứ Đa Minh Tam Hiệp. Đây Phú đi tiếp cái đường Phạm Văn Thuận ha. Đây quý vị nhìn cái đoạn nó này hay chán không? Cái đoạn nó này là cái đoạn đang giao nhau giữa Tam Hiệp và Tân Mai ấy. Nhìn chán cực kỳ luôn, nhìn không có một cái gì mà gọi là Tết cả. Đó. Chỗ nào mà thấy bán hoa thế này thì còn đỡ. Chỗ nào mà không có bóng dáng một cây hoa thì thôi rồi luôn. Nhìn quá là điều hưu, ảm đạm vô cùng. Ở đâu cũng bán hoa. Năm nay khá là khó khăn cho nên là mọi người cũng rất là e dè cái chuyện mà mua hoa như mọi năm ấy. Nhưng mà Phú nghĩ là có thể người ta sẽ chờ đến ngày cuối người ta mua. Chờ ngày cuối mua hoa sổ nó rẻ. Đài hoa này quý vị. Có nhiều tiểu thương á, người ta bán mà lỗ quá người ta không sổ luôn quý vị. Người ta đập bỏ hết luôn. Không có sổ nữa. Nói chung là rất là tội nghiệp. Trồng vất vả cả năm trời giờ bán lỗ nhiều quá người ta đập hết luôn. Thật ra thì những người mà bán bông ở đây là rất là ít những người nhà vườn. Đa số cũng đều là thương lái mua lại là nhiều. Thương lái mua lại rồi về bán lại thôi. Đây chúng ta bước vào phường Tân Mai quý vị ơi. Ở ngay khu vực chỗ này là chợ Tân Mai. Đấy, chợ Tân Mai hôm nay thì chắc là đông nghẹt luôn. Đây quý vị, đây là chợ Tân Mai này. Chợ Tân Mai này không khác như chợ Tam Hòa, đông lắm. Hướng này chúng ta lại tiếp tục đi thẳng về trung tâm thành phố Biên Hòa quý vị ha. Cái đoạn này cũng náo nhiệt này, cũng vui, xe cộ đi lại nhiều, khúc trên kia vắng quá. Những ngày cuối năm này là mọi người tất bật công việc làm ăn, ra đường chạy nhộn nhịp hết. Ôi cha, xe qua đường. Chúng sẽ đi thẳng cái đường này, chúng ta đi xuống tới ngã ba Vườn Mít luôn, xem tình hình hôm nay như thế nào nhé quý vị. Đã xuống tới chỗ này lại thấy vắng rồi,
những cái shop quần áo, những cái shop quần áo rất là vắng quý vị. Cũng cảm tưởng giống như là không có ai vô mua luôn đấy, vắng lắm. Vài vài chiếc xe máy đậu đằng trước thì chắc là xe của nhân viên chứ không phải xe của khách vô hàng mua hàng nữa. Đây là cũng có hoa này, hoa. Đây, cái khu vực chỗ này là ngã tư Lạc Đường quý vị ha, ngã tư Vincom. Chúng ta chờ cái đèn đỏ nha quý vị. Ngã tư Lạc Đường. Đi thôi quý vị ơi. Đây, phụ xe đi thẳng cái đường Phạm Văn Thuận. Chúng ta đi về hướng các bạn vườn mít. Chỗ này vừa đèn đỏ xong, xe qua đường lao nhau hết. Khu chỗ này là khu tập trung các siêu thị điện máy. Cuối năm này thì người dân cũng có vẻ là có nhu cầu đi mua tivi, đầu máy, đó như vậy. Các cái shop quần áo bên này thấy vắng quá, vắng mà thấy thương luôn đấy quý vị. Shop nào cũng thấy giảm 50-70%. Rồi giảm giá kịch sàn này đủ thứ các kiểu hết. Không thấy ai vô mua cả. Mua quần áo Tết mà mua trễ quá. Đồ thì rẻ nhưng mà không có đồ đẹp nữa đâu quý vị. Người ta chịu khó tốn một ít tiền nhưng mà người ta đi mua sớm, người ta lựa đồ hết rồi. Lựa đồ đẹp, lựa đồ xịn nó mua hết rồi. Còn những cái đồ mà trả ra làm sao hết thì bán giá rất là rẻ, nó sổ. Thì phải chấp nhận thôi quý vị ha. Tiền ít thì không thể nào mà hít đồ thơm được. Đàn chỗ này là ngã ba Mấy Cưa quý vị. Ngã ba Mấy Cưa đi thẳng xuống ngã ba Vườn Mít. Đây là khu vực hậu cần. Ở đây có ngôi chùa cổ Phúc Lâm. Đấy, người ta trang trí Tết rất là đẹp này, treo lồng đèn quá trời luôn. Đấy. Nằm sát với lại siêu thị Cô Ốc Vét. Đây là quý vị có thể nhìn thấy này. 70% luôn này. Đó. Giảm 70% luôn. Tôi sợ luôn. Shop quần áo với lại giày dép, gấu bông đủ thứ. Giảm tới 70% luôn. 100.000 thì giờ chỉ còn có 30.000 thôi vậy ha. Rất rẻ. Các công trình mà cắt cống là giờ là người ta nghỉ luôn rồi quý vị. Đấy, cho nên là chỗ nào mà đã bị cắt rồi là giờ rất là dơ.
đường rầy xe lửa, khách sạn 57. Đây là khách sạn 57, khách sạn Đồng Nai. Phố shopping vắng tanh như cái chùa Bà Đanh đấy, chả có ai luôn, cực vắng. Bên kia cũng vậy, rất vắng. Chúng ta đến ngã ba Vườn Mít quý vị. Khu vực ngã ba Vườn Mít, đến đây thì Phú xin được tạm dừng cái video này đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an trong đại này quý vị nhé.